thị xã Trân Thành và bất động sản ở thị xã Trân Thành đang được rất là nhiều khách hàng cả nước chúng ta quan tâm tới bởi về phát triển hạ tầng kỹ thuật quý vị nha. về hạ tầng hiện tại Trân Thành có 4 tuyến cao tốc kết nối với Trân Thành trong đó Hồ Chí Minh Thủ dầu một Trân Thành 69 km Trân Thành Gia Nghĩa Đắk Nông 148 km Trân Thành cửa khẩu Hoa Lư và Trân Thành Đức Hòa Long An đây là những tuyến đường cao tốc kết nối vùng và để đẩy nền kinh tế của thị xã Trân Thành sánh tầm với người Anh ở Bình Dương quý vị nha. Và ngày hôm nay quý vị ơi, bốn lô liền kề quý vị. Bốn lô liền kề. Ngang năm, sâu cho 50, trong đó đất của chúng ta đã có 50 mét thổ cư, sổ sẵn cầm tay luôn quý vị, sổ sẵn cầm tay luôn. Ở đây thổ cư có à, sổ sẵn có. Rồi, Đường trước đất chúng ta quy hoạch là đường 18m nha, đường nhựa nha quý vị nha. Hiện tại đang là đường đất và từ vị trí lô đất chúng ta di chuyển hơn 50m là tới đường nhựa rồi quý vị, đó. Đấy, nhà dân sống xung quanh đây rất là đông đúc rồi và ở đây giá của sản phẩm này quý vị, chỉ hơn 400 triệu quý vị. Hơn 400 triệu sở hữu ngay đất thổ cư, sổ sẵn, công chứng được ngay trong ngày. Đó, với sản phẩm này giao dịch chúng ta có thể cọc từ 30 cho đến 50 củ tùy theo tài chính và thời hạn công chứng là 40 ngày quý vị nha Đó, Nhiều nhất là 40 ngày và trung bình là 30 ngày Nếu chúng ta sẵn tiền thì chúng ta công chứng ngay quý vị nha Với sản phẩm này công chứng được ngay Sổ sẵn cầm tay Cách đường nhựa Đó trước mắt chúng ta Đường này là đường số 4 của Minh Thắng Chạy thẳng đường này thông thẳng ra đường số 2 Minh Thắng quý vị nha Quan tâm sản phẩm này gọi trọng thơ Số thoại trọng thơ để chiến trang cá nhân Và chúc cả nhà chúng ta đầu tư bất động sản Thắng lợi.